Chào mừng tất cả các cô chú, các anh chị đến với kênh YouTube Máy móc Việt Nam Bình Tân. Và hôm nay, lâu quá rồi Máy móc Việt Nam Bình Tân không có lên cho mình sản phẩm máy rửa xe. Thì hôm nay tiếp tục review cho mình một cái mẫu máy rửa xe loại mới, thế hệ mới của hãng Yukui. Và mẫu máy này nó có mã là RS3. Mẫu này thì giá rẻ, phân khúc giá rẻ, có chỉnh áp cho các cô chú, các anh chị mình luôn nha. Rồi thì ở bên trong cái dòng máy RS3 này á, đi theo máy sẽ gồm một cái súng, dây nước ra, và dây này dài là 10m cho các cô chú các anh chị mình nha. Bộ dây hút nước cho mình nè. Cũng như tất cả các sản phẩm máy rửa xe do Máy móc Việt Nam cung cấp ra, nó sẽ bao gồm đầy đủ luôn, như là khớp nối. Ở hãng Yukui thì nó sẽ có thêm một cái lọc trắng, cái lọc cấp 2 cho mình nữa nha. Đây, ở đây cũng là một cái lọc khác. Cuối cùng không thể bỏ qua đó là cái bình xịt vật tiết cho khả năng xịt rửa. Mình có thể kết hợp với xà phòng hoặc là dung dịch vệ sinh xe để có thể xịt rửa, nó sẽ đạt hiệu quả cao hơn nha. Và đây là mẫu máy của chúng ta. Thì với thiết kế của cái mẫu máy RS3 này á, nó rất tương tự giống như những sản phẩm như Yukui Z20, 30, 40, nhưng nó khác một điểm là nó có chỉnh áp cho các cô chú, các anh chị mình có thể dùng để xịt rửa, tưới cây hoặc là vệ sinh máy lạnh. Dây nguồn thì cũng là được thiết kế với loại dây rất chắc chắn, kèm với đó là một cái phích cắm rất là xịn cho mình nha. Ở mẫu này thì nó rất là nhỏ gọn cho mình có thể sử dụng máy rửa xe gia đình, hoặc là những anh em điện lạnh cũng có thể đầu tư mẫu máy này để đi vệ sinh máy lạnh tính tiền đó. Rồi về thông số máy thì mẫu máy rửa xe Yukui RS3 này á, có công suất là 2400W, với lưu lượng nước sẽ là 10 lít trên 1 phút, cho thời gian xịt rửa của mình nó sẽ đạt hiệu quả nhanh chóng hơn so với những cái mẫu trước đây nó chỉ có 8 lít trên 1 phút thôi. Rồi với những cái sản phẩm máy rửa xe gia đình mini như thế này á, thì áp lực của nó sẽ từ là 50 đến 153. Rồi sau khi tìm hiểu sản phẩm máy rửa xe RS3 thì đây là cái phần được rất nhiều các cô chú các anh chị quan tâm, đó là cái việc test máy xem con máy này nó có thực sự mạnh không. Rồi video này thì Máy móc Việt Nam Bình Tân cũng sẽ hướng dẫn cho tất cả các cô chú các anh chị nào mà chưa biết lắp máy, thì sẽ có một cái video hướng dẫn cụ thể cho mình luôn. Ở cái mẫu máy rửa xe gia đình đó thì nó rất là dễ dàng luôn, tại vì theo máy đầy đủ phụ kiện rồi. Ở đây thì mình cắm điện nè, bật lên, hãng sẽ hỗ trợ cho mình một cái khúc nói, một cái lọc rác màu trắng như thế này nữa, mình có thể lắp vào. Dây hút nước thì mình đã chuẩn bị sẵn rồi đó, mình cắm vào ở đây thôi. Trường hợp ở mẫu máy rửa xe nó, cái trường hợp mà hút nước lên đó nó yếu, thì các cô chú các anh chị quan tâm vào cái vấn đề là cái khớp này á, mình có cắm thật sự là chắc chắn hay chưa. Mình cắm thì khi nào mà nghe cái rớp là ok nha. Rồi thì để dây nước ra nhanh hơn thì mình sẽ khởi động máy. Ở cho nước nó ra thì trước thì khi mà mình sử dụng á, nó ra nhanh hơn. Với phần dây thì hiện tại Máy móc Việt Nam Bình Tân cung cấp cho mình là sản phẩm là dây phổ thông nhất, ren 22. Hai đầu dây như nhau, đầu nào mình cắm vào súng, đầu nào mình cắm vào máy cũng vô tư. Thì ở cái mẫu máy RS3 này đó, nó không có thanh nối dài. Thanh nối dài này là chỉ là cái phụ kiện phụ thôi, có cũng được, không có cũng không sao nha. Đây, mình có thể điều chỉnh áp nè, thấp xuống. Muốn vệ sinh rửa máy lạnh thì mình có thể chỉnh áp thấp xuống nè. Thì cái tia nước lúc này nó rất là nhẹ, có thể chạm tay được luôn. Chỉnh xòe thì mình có thể chỉnh ở đây luôn nè, ở đầu bếp. Rồi với cái khả năng xịt như thế này, mình có thể dùng để tưới cây. Rất là tiện lợi phải không ạ? Mình chỉnh hết áp thì xem thử nó đánh rong rêu như thế nào nha. Với công suất chỉ là 2400W thôi, nhưng mà khả năng đánh rong rêu cũng khá là ok nha các cô chú anh chị.
Rồi thì với giá 1.350.000, các cô chú các anh chị nào mà cảm thấy con máy phù hợp thì có thể đặt hàng qua số hotline 0906 779 465, hoặc là các cô chú các anh chị nào mà ở gần máy móc Việt Nam Bình Tân thì có thể đến ngay 1095 quốc lộ 1A, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân để có thể trải nghiệm thực tế dòng máy do máy móc Việt Nam cung cấp ra. Cảm ơn các cô chú các anh chị đã xem video đến giây phút này. Các cô chú các anh chị nào mà cảm thấy video hữu ích thì có thể cho máy móc Việt Nam Bình Tân một lượt like, một lượt chia sẻ video. Các cô chú các anh chị muốn những video tiếp theo máy móc Việt Nam Bình Tân review về sản phẩm nào nữa thì có thể để lại bình luận phía dưới. Đừng quên bấm đăng ký kênh và nhấn vào cái chuông thông báo để cập nhật những cái chương trình cũng như là những cái sản phẩm mới tại máy móc Việt Nam Bình Tân sẽ liên tục hơn nha. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các cô chú và các anh chị trong những video tiếp theo ạ.